Mời các bạn đón nghe bộ truyện Đồng Nhân Ăn Mày xuyên không dựa trên tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Chương 11: Tu Luyện. Mùa đông năm ấy trên Cửu Nghi Sơn dường như không còn lạnh lẽo như trước. Hai thiếu niên, một lớn một nhỏ, ngày ngày lớn thức dậy từ giữa canh năm thiền định, đánh thức nhỏ vào giữa canh sáu, bắt đầu một ngày tu luyện tới tận giờ tí mới nghỉ ngơi bởi vì bạch phong lân là một tờ giấy trắng cho nên phải bắt đầu từ căn bản nhất củng cố linh căn tu bổ linh lực vận dụng thuật pháp cái nào cũng không thể thiếu nhưng cũng bởi vì bạch phong lân cái gì cũng không biết cho nên đôi khi thời ảnh sẽ dành chút thời gian dạy y cả thi thư lễ nhạc nhưng bạch phong lân là tiểu hải tử ham chơi ngoại trừ thuật pháp y học cái gì cũng rất mau chán học một quên hai thành ra thứ gì cũng chỉ biết chút chút không giỏi thứ nào cả nhưng y giỏi nhất là ăn ở trên núi sống bên tiểu thần quan ngày ngày ăn uống giản đơn khi thì bánh bao khi thì màn thầu cơm trắng tất cả đều là chay ăn chay nhiều đến mức y phát ngán cả lên lúc nào cũng thèm biết bao mùi vị của thịt đôi khi đang tu luyện mà hình ảnh những món ngon hồi còn ở thành đô y được ăn cứ nhảy múa bay lượn trước mắt khiến y không tài nào mà tập trung được những lúc ấy kiểu gì y cũng sẽ bị ăn thước của thời ảnh hắn đánh người nhìn thì ung dung tự tại nhưng mà mỗi nhát đánh xuống đau lắm đau đến mông nở hoa luôn Đến nỗi mà sau này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến y dùng mình. Thỉnh thoảng nếu chẳng may bị thương, Bạch Phong Lân sẽ giả vờ đáng thương, nịnh nọt để thời ảnh tự mình xuống bếp làm bánh cho y. Vẫn là bánh chay nhưng dù sao, mùi vị vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với mấy món thường ngày mà y đã ngấy đến tận cổ. Thời ảnh từ sau lần làm được một chiếc bánh quế hoa đổ đi một thau bánh hỏng thì đã bắt đầu có tay nghề hơn. Dưới sự năn nỉ nàn nèo của Bạch Phong Lân, chẳng biết từ lúc nào hắn thế mà lại bắt đầu học làm các loại bánh điểm tâm. Hắn dường như là người có thiên phú trên tất cả mọi lĩnh vực. Chỉ cần hắn chuyên tâm làm việc thì việc gì cũng có thể thành tài. Dần dần trình độ làm bánh của hắn tuy không thể so được với nghệ nhân, nhưng ở trên cửu nghi sơn này, dù là đầu bếp có chủ nghệ giỏi đến mấy, cũng vẫn còn kém hắn một bậc. Đấy là theo đánh giá của Bạch Phong Lân. Chưa nào ai đã được ăn bánh hắn làm bao giờ mà biết lần nào hắn vào bếp thì lần đó thần quan thị giả trên cửu nghi sơn lại được một phen náo động ai cũng chỉ dám từ xa xa đứng nhìn chứ đâu dám tới gần ngay cả chiếc bánh hình dáng thế nào hắn cũng chẳng biết mỗi năm hai lần thu qua đông tới hay xuân tận hè sang bạch phong lân cũng sẽ nhận được hai bọc đồ gửi đến từ đế đô mẫu thân y năm nào cũng chuẩn bị sẵn y phục may theo mùa thêm chút ngân lượng phòng thân còn có một vài loại bánh trái mà mỗi lần nhận được y đều ăn đến là sung sướng Cuộc sống trên núi Cửu Nghi có lẽ sẽ diễn ra như vậy thẳng tới 5 năm sau. Thế nhưng chỉ một năm sau có một sự kiện đã xảy ra. Bài Phong Lân cũng đã biết trước là việc gì. Năm ấy, thời ảnh 18 tuổi, đã không còn là thiếu niên. Mùa đông có một tiểu cô nương áo choàng đỏ, mái tóc màu đỏ sậm tết thành hai cái đuôi sam. Gương mặt rạng rỡ như đóa hoa đại mạc theo phụ thân bái phỏng cửu nghi sơn. Từ sáng sớm, thời ảnh đã bị gọi đến chỗ đại thần quan. Bạch Phong Lân ngồi vắt vẻo trên đại thụ cạnh phiến đá trắng trong đế vương cốc, vừa nhàn hạt rẻ vừa rung chân. Thần điểu trùng minh hóa thành một con chim ưng nhỏ đậu ngay bên cạnh y. Thỉnh thoảng y sẽ bóc ném cho nó một cái hạt rẻ, nó liền nhai ngấu nghiến, ăn một cách hết sức ngon lành. Thiếu niên vừa ăn hạt rẻ vừa nói với con bạch điểu. Chỗ chúng ta sắp có khách đấy, tiểu quận chúa xích tộc, chu nhan ngươi còn nhớ không? Thấy con thần điểu không tỏ vẻ gì, bạch phong lân nghĩ rằng nó đã quên bèn nhắc lại chính là tiểu cô nương một năm trước xông vào đế vương cốc muốn bứt lông chim của ngươi đó sau đó nàng ấy ngày ngày đứng bên kia kìa nói đoạn chỉ vào sườn núi bên kia cốc ngày ngày đứng bên ấy chờ gọi chủ nhân của ngươi muốn huynh ấy dạy nàng thuật pháp ngươi nhớ chưa con bạch điều cũng vẫn trả tỏ vẻ gì chỉ dùng bình một cái khi nghe thấy mấy chữ nhổ lông chim sau đó lại nghe thiếu niên nói nàng ấy sắp trở thành đệ tử của chủ nhân ngươi rồi giọng nói đã có chút xa xăm y vốt nhẹ một cái vào mọi trùng minh không biết là nói với nó hay là kể một câu chuyện xưa ngươi phải đối xử với nàng ấy tốt một chút đi sau này nàng ấy sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân ngươi cũng giúp chủ nhân ngươi rất nhiều thậm chí còn đánh đổi một nửa tuổi thọ cho chủ nhân ngươi nữa mặc dù người lấy đi mạng sống của hắn cũng chính là nàng trùng minh nhìn sâu vào trong mắt bạch phong lân có một chút khó hiểu dường như muốn hỏi cuối cùng cái gì cũng không hỏi cả hai chỉ yên lặng ngắm nhìn thác hoàng tuyền chạy ngược lên vực sâu thương ngô xa xa đệ lại biếng nhác phải không nghe được một tiếng như thế cả người cả điểu giật mình một cái suýt chút nữa thì ngã lộn cổ may mà vẫn còn ổn định được thân hình nặng nề tiếp đất Bảy phong lân cười hì hì liếc nhìn ra sau lưng thời ảnh hỏi người đâu người nào thời ảnh hỏi thì tiểu quận chúa xích tộc đó chẳng phải nàng ấy theo huynh học thuật pháp sao Bảy phong lân thắc mắc bây giờ thời ảnh mới ngẩng đầu nhìn y trong mắt tràn ngập về mất tự nhiên chuyện này ngoài đại thần quan cha con xích vương và ta ra còn chưa có người thứ năm biết được sao đệ lại biết bạch phong lân biết mình lại nói hớ rồi tức thì gãi gãi tai nói à đệ đoán thôi tại tại năm trước đệ có gặp qua tiểu quận chúa xích tộc nàng nói năm sau sẽ xin xích vương lên núi bái huynh là sư phụ học pháp thuật sáng nay lại nghe được thị giả nói có xích vương lên bái phỏng cho nên ta mới suy luận như thế không sai chứ bạch phong lân nói dối âm thầm toát mồ hôi sau lưng y thấp thỏm len lén nhìn thời ảnh chẳng phải người này biết đọc tâm thuật sao nếu hắn dùng thuật với mình chỉ sợ bại lộ lúc nào không hay chắc hắn sẽ không dùng đâu nhỉ thái độ thời ảnh ngược lại đã tin bảy tám phần lại không nhìn bạch phong lân nói đúng là có chuyện này nhưng ta không nhận cửu nghi sơn không có thông lệ nhận nữ đệ tử hơn nữa thời ảnh ta cả đời này chỉ có một đệ tử sẽ không nhận thêm ai Bạch Phong Lân lại không cho là đúng nói. Đệ cũng chưa phải đệ tử chính thức của Huynh. Hơn nữa, Huynh có thể không cần nhận nàng ta làm đệ tử. Cứ để nàng ta theo Huynh học thuật pháp giống như đệ hiện giờ, không được sao? Thời ảnh một lần nữa nhìn chăm chú Bạch Phong Lân hỏi lại. Hình như, đệ rất muốn nàng ta đến đế vương cốc này theo ta học thuật pháp. Bạch Phong Lân cười. Một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế, có chỗ nào không tốt chứ? Thời ảnh lại nhìn sâu vào trong mắt Bạch Phong Lân, khiến y âm thầm nổi da gà. Tên này không phải đang dùng thuật đọc tâm đấy chứ. Nhưng mà dù sao lời y nói cũng là thật. Hắn có đọc cũng sẽ không đọc ra cái gì. Lại thấy thời ảnh quay đầu đi. Nhìn vào khoảng không vô định. Đệ nghĩ như vậy thật sao? Bạch Phong Lân trả lời. Đương nhiên là thật. Huynh hay là Huynh cho nàng ta đến học thuật pháp được không? Có thêm một tiểu cô nương chỗ này của chúng ta cũng sẽ bớt hưu quạnh hơn. Huynh không thấy vậy à? Thời ảnh dường như đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu vẫn không nói. Bài phong lân nghĩ nhất định không được để lỡ cơ hội tình tiết nữ chính bái sư học nghệ không thể thiếu nếu không tuyến tình cảm nhân vật sau này sẽ không thể diễn ra đúng theo cốt truyện được vì thế y quyết định ra tay thuyết phục thời ảnh ca ca huynh cho nàng ta đến học đi mà nếu huynh sợ nàng ta là nữ không tiện thì cứ cho nàng ta ở căn khách xá kia chỉ cần thường ngày theo ta đến đế vương cốc tu luyện xong sẽ trở về đó như vậy có được không ca ca đệ rất thích nàng ta đó huynh đồng ý được không Y năn nỉ ỉ ôi một hồi, vừa nói vừa lôi áo thời ảnh. Cuối cùng thời ảnh không nhịn được nữa, dãy tay áo khỏi tay Y. Hắn chỉ nói, được, rồi vất tay áo rời đi. Bạch Phong Lân đạt được mục đích nhưng lại không tỏ vẻ gì vui mừng. Y ngồi bệt xuống phiến đá trắng, thở dài một hơi. Còn Bạch Điều nãy giờ vẫn đứng lặng lặng một bên nhìn Y không chớp mắt. Không phải vô duyên vô cớ mà Bạch Phong Lân làm như vậy. Y cũng là bất đắc dĩ thôi, từ khi y đến thế giới này chưa bao giờ thôi ý nghĩ muốn trở về nhà mặc dù ở đây có một ca ca có một mẫu thân hết mực quan tâm y nhưng trong thâm tâm y vẫn rất muốn sống trong thế giới hiện đại làm công việc mà y thích kiếm thật nhiều tiền hơn nữa ở nơi đó y vẫn còn có những khúc mắc chưa được giải quyết y phải tìm người y muốn tìm lại gốc gác của mình Ngày ngày y chăm chỉ miệt mài kiếm tiền cũng chỉ vì muốn dành tiền đó để đi tìm người thân. Một mặt khác, y cũng rất muốn tìm lại thiếu niên có đôi mắt trong suốt và cặp răng thỏ dễ thương kia nữa. Nơi đó mới là nhà của y. Mới có những người thật sự nằm trong tim y. Mà để làm được điều đó, theo kinh nghiệm đọc 7749 cuốn tiểu thuyết của y thì chỉ có cách duy nhất là khiến cho cốt truyện diễn ra như nó vốn có những người yêu nhau thì phải về với nhau diệt gian trừ ác thiên hạ thái bình đến lúc đó tất sẽ mở ra được cánh cửa không gian đưa y trở lại nơi y vốn thuộc về y tin như vậy bởi thế bằng mọi giá y nhất định phải thúc đẩy tình tiết chuyện thật tốt tuyệt không thể có sai sót bên này bày phong lân bận hồi tưởng lại cốt truyện chu nhan nghĩ cách ứng phó khi tình huống phát sinh thì ở bên kia thời ảnh sau khi trở lại thần điện thu nhận tiểu quận chúa xích tộc thì một mình biến mất không dấu vết y đi đâu không ai biết ngay cả bạch phong lân cũng đã đi đến tất cả những nơi có thể tìm đến để tìm y nhưng vẫn không thấy mà tiểu quận chúa xích tộc chạy đến đế vương cốc tìm người không thấy cũng một phen náo loạn bạch phong lân biết nàng tính tình nóng này sợ nàng gây hỏa bèn tìm lý do thoái thác thay thời ảnh sau đó đưa nàng đi giới thiệu một vòng trong ngoài cửa nghi sơn đưa nàng trở về khách xá lại ngồi cùng nàng phổ biến những lễ nghi cơ bản quy định của cửu nghi để cho nàng sơ qua tình hình của thời ảnh nếp sống sinh hoạt cũng như lịch trình mỗi ngày Tu Nhan dù sao cũng chỉ là một bé gái 9 tuổi ngây thơ, được một ca ca tận tình chỉ bảo như thế thì cảm kích không thôi. Nàng bèn không ngần ngại gọi Bạch Phong Lân hai tiếng sư ca, giọng điệu vô cùng vui vẻ. Y gọi nàng sư muội, hai người rất nhanh trở nên thân thiết. Cho đến khi thời ảnh trở về thì đã là ba ngày sau. Khi hắn trở về, Bạch Phong Lân thấy hình như có cái gì đó thay đổi người kia không còn vẻ gần gũi như trước nữa, toàn thân từ trên xuống dưới, y phục trắng không nhiễm một hạt bụi, cả người vân đạm phong khinh. Chú thích, ý chỉ thở ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng thế sự. Chẳng khác nào thời ảnh mà hắn biết từ trước khi gặp. Từ đó, trên núi Cửu Nghi, có hai tiểu đệ tử theo thiếu thần quan học thuật Pháp, tu thân dưỡng tính. Một người gọi hắn là ca ca, một người gọi hắn là sư phụ. Hắn đối với hai tiếng sư phụ này chỉ là lãnh đạm, Đối với người này chỉ xa cách, với đệ đệ của mình vẫn dốc lòng dạy bảo, khi cần nghiêm khắc thì vô cùng nghiêm khắc, khi chiều chuộng vẫn có chút dịu dàng. Bạch Phong Lân ngày ngày đi theo hắn gọi ca ca, nhưng kể từ khi đó, hắn không còn thấy người kia nở nụ cười thêm một lần nào nữa. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.